Hello, xin chào mọi người đã đến trên kênh của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em mở bọt của nhà mạng là VNPT. Cái model là DrayTek Vigor 2925 Series. Trước tiên là chúng ta sẽ kiểm tra lại cái IP1 của PC có đúng hay không. IP1 của cái PC này là PC và router này là 113.160.20256. Đây, còn đây chính là cái địa chỉ tên là IP11 này, Internet qua POE 113.160.20256. Đây, chúng ta sẽ lấy cái này để chúng ta bật của chúng ta anh em. Còn quanh 2 gần 3, còn 4 nên là không có tác dụng này. Rồi, sau khi làm xong chúng ta tiến hành mở tắt từng lửa cho nó. Đó, disable. Ok. Rồi, sau đó chúng ta sẽ hành mở NAT vào NAT này. DMZ. Đây, đây chính là cái quanh 1 của chúng ta cần. Quanh 2, quanh 3 này không có tác dụng nha anh em. Chúng ta chọn quanh 1 thôi. Trước đó là chúng ta sẽ kiểm tra cái IP của PC này. Gõ từ cmd dòng lệnh IP con fix. Rồi, ok. Cái địa chỉ IP của cái PC này là 192.168.1.50. Rồi chúng ta lấy cái chạy trai như chúng ta làm đây nó mình địa chỉ IP này. Rồi 192.168.1.50. Rồi sau đó chúng ta bấm OK. Rồi sau khi là đóng tên thành khai báo DMZ, sau đó chúng ta tiến hành mở bọt. Open bọt, chọn từ Open bọt. Rồi sau đó chúng ta khai báo bọt chúng ta. Sao ta? Chúng ta xóa này này, cái này nó khai báo bị sai rồi. Rồi mà bọt Reddit rồi 10 mẫu 10. Rồi cái báo này tay là nó up to enable. Rồi cái này chúng ta bấm là cái địa chỉ quên là chọn quên màu rồi địa chỉ IP cái đó là đối tượng chọn, chúng ta chọn là 192.168.1.50. 31400 31400. Cái này cũng là 31400. Ok. Ok. Tương tự như vậy chúng ta báo cái bột 3140001. Chúng ta chọn single, ta sẽ vào là node, chúng ta chọn 111. Ba một bốn 401. Đây là địa chỉ IPC ta. 31401. Chọn OK. Rồi, đây là cái bọn thứ hai và bọn thứ ba. A 1402 3402. OK. Rồi. OK, em bấm lậu rồi, chúng ta bấm 34003. Tương tự như vậy chúng ta làm đến 31409. Không 6 Sau khi làm xong đó, tiến hành kiểm tra bột nha anh em. Chúng ta vào trang web IPBinger.com 31400 đến 31409. Bấm scan. Đây, như vậy là bột đã mở thành công rồi nè. Đây. Open. Hiện giờ Pico Team chỉ cho mở 3 bột là 01, 02, 03. Các cổng còn lại là 000, 04 đến 09 là chỉ mở. Sau này Open Mainnet nó sẽ mở. Hiện tại chỉ mở 3 bột thôi.